Thời gian qua, các cấp hội nông dân huyện Đắc Hà tích cực triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cán bộ hội viên nông dân vùng dân tộc thiểu số phát triển kinh tế gia đình. Từ đó, góp phần thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo trong vùng dân tộc thiểu số. Hội nông dân huyện ra soát triển khai cho trên 1.000 cán bộ hội viên nông dân trong vùng dân tộc thiểu số tiếp cận các dự án hỗ trợ nông dân để tham gia học nghề giải quyết việc làm chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất các cấp hội phối hợp tín chấp cho trên 2.300 lượt hội viên vay vốn ưu đãi với tổng dư nợ trên 120 tỷ đồng. Phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức tập huấn về kỹ thuật chăm sóc các loại cây trồng vật nuôi, tập huấn về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nông sản phục vụ xuất khẩu và tiêu thụ nội địa. Bên cạnh đó, vận động thành lập mới các hợp tác xã, tổ hợp tác sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp. Từ các hoạt động tư vấn hỗ trợ về nguồn vốn, kiến thức, khoa học kỹ thuật giúp cán bộ hội viên nông dân vùng dân tộc thiểu số đầu tư xây dựng mô hình mở rộng quy mô sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế tăng cường mối liên kết chuyển giao kỹ thuật từ khâu sản xuất chế biến và tiêu thụ sản phẩm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện